Còn cái nhỏ này nhiêu cô? Nhỏ 10 ngàn. Wow, cái bánh 15 ngàn bự. Có rụng đây các bạn. Đây bánh ông Loan của chị. Đây cái nhiêu chị? Hai lấy em chụp nha. Cái bò. Bánh ướt. Cái này là cốm dẹp. Đây là hộp cốm dẹp. Cá sáp đây các bạn. Đó. Đó. Cái thằng ta đâu có nuôi nữa các bạn. Cái thằng đồng không các bạn. Thằng này gọi là cá sạc đẹp đó chị. Lúc. Chị, cái bóng này là mình nuôi hay là mình mua nhiều? Cao hả? Dạ, chị làm cá đồng luôn rồi. Tép sống luôn nè. Sống luôn. Quá trời nhiều tép sống luôn. Ngày tép làm được nhiều như chị. Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em xin mời tất cả mọi người cùng em về Đồng Tháp để đi chợ Lấp Giò. Từ cầu Lấp Giò chúng ta xuống gặp cái Hùng Binh và chúng ta đi vô đây thì chúng ta gặp đây là cái chợ cũ nè. Bây giờ thì chợ cũ này đã không còn bán như ngày xưa nữa, cũng còn bán nữa nhưng mà rất là ít luôn. Tại vì những người bà bán ở đây á là những người có nhà ở đây, người ta đem bài cái chợ cũ người ta bán. Đó, bây giờ bà con đã giờ bên đây, khu vực này là khu vực bên chợ mới đây, chợ Lấp Giò đây. Đó. Hôm nay là ngày 17. Đó, hôm nay là ngày 18 các bạn, ngày 18 tháng 2. Đó, đây là khu vực chợ Lấp Giò, phía trước đây là chỗ gửi xe nha, chỗ gửi xe bên đây, mình cũng mới vừa gửi xe bên đây nè. Đó. Thì đi từ Long Xuyên mình đi qua đây á, hoặc là mình đi từ Dòng Cống qua đây, hoặc là mình đi được từ chợ mới qua đây, mình cũng thấy cũng có đường đi nữa. Đó. Đây là đường vô chợ Lấp Giò nè các bạn. Đó, đây gặp chị bán cua biển khổng lồ. Cua biển, phải cua biển các bạn xem nha. Biển nha các bạn. Sâu hả? Đó. Cua biển già thằn luôn. Còn ở đây là khu vực ăn sáng nè bạn, mà bánh bao nè. Mình thấy cái nồi bánh bao quá trời nhiều bánh luôn nè. Cô ơi, bán cho con cái bánh bao. Nãy mình đi ngang thấy cô mở ra thì bánh thấy bánh quá trời nhiều màu luôn. Quá đẹp. Cô. Đó. Bánh bao. Bánh bao làm nhiều màu đẹp hả cô? Dạ. Màu vàng là cái màu gì hả cô? Đậu xanh bí đỏ. À, đậu xanh bí đỏ. Còn xanh cô? Màu xanh là da không nhân. Da không nhân hả? Cái màu này là cô làm từ tự nhiên luôn hả? Dạ. Đó. Lấy con cái bự bự đi. Cái bự này nhiêu hả cô? 15 ngàn. Còn cái nhỏ này nhiêu cô? Nhỏ 10 ngàn. 10 ngàn. Wow, cái bánh 15 ngàn bự. To đùng đây các bạn. Bánh 15 ngàn quá bự rồi. Ở trong này có được mấy trứng hay cô? 2 trứng, 1 trứng muối. 2 trứng, 1 trứng thường với 1 trứng muối hả? Dạ. Đó. Ngày có bán được mấy cái cô? 200 cái. 200 cái. Đó, ở đây là cái lò nè, rồi lò than gì cô? Bếp ga ở đây mà bây giờ thì ít ai sử dụng lò than lắm. Rồi có cái tiền cô ơi. Nó cô trưng bày nè. Dạ. Kênh YouTube Đây Đó An Giang. Đó anh vào nè. Lần đầu tiên gặp bánh bao nhiều màu vậy luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Cái này cũng gần 8 giờ các bạn. Thường bà con đi chợ lúc 7 mấy 8 giờ là đông nhất. Đó, bánh mì nè. Được này vượt bán bánh mì không các bạn ơi. Rất là nhiều cái sạp bán bánh mì. Đó. Chị. Đó, bánh mì nè. Cái này là bán gì hả anh? Sơ mặn hả? Dạ. Dạ em quay lấy clip. Đó đây là anh bán sơ mặn. Sơ mặn chợ Lấp Giò nha. Sơ mặn chợ Lấp Giò.
chị lấy em hộp luôn đi. Sẵn lấy hộp luôn. Thôi chỉ có 10.000 đồng, no luôn. Đó. Hộp xôi có 10.000 thôi. 10.000 thôi. Hộp xôi có trứng nè, rồi có lạp xưởng nữa, có chà bông nữa các bạn. Hôm nay có chị bán bánh bông lan nè. Mới đổ luôn hả chị? Mới đổ. Ủa đổ khuôn sao không đầy có mấy cái vậy? Hết bột rồi. Hết bột. Dạ, các bạn, đây bánh bông lan của chị nè. Đây cái nhiêu chị? 12 lấy em chục nha. Các bạn, bánh bông lan. Bánh bông lan. Đó, có cái bài hát về bánh bông lan này ta. Đó, đủ bánh luôn. Đó, bánh này gọi là cái gì chị? Bánh kẹp. Bánh kẹp. Bánh xương banh. Bánh xương banh. Bánh đậu mỡ. Dạ. Bánh đậu mỡ. Luôn. Quay đăng lên. Rồi em gửi. Đó các bạn, quay cận cảnh bánh bông lan luôn nha. Rồi, quay cận cảnh bánh bông lan luôn. Đó. Vàng tươi à. Mà lên lên phim nó hơi nhạt nhạt xíu. Ừ. Đó. Đẹp quá, đẹp luôn. Bạn cái lò đi làm nè, có thằng trên thằng dưới nè, thường ở quê gặp cái lò bự lắm. Ừ. Cái lò bự lắm, cái này là cái khuôn nhỏ. Ừ, gửi gì tấm ngàn đây, tấm 2.000. Cảm ơn nha. Ờ, bên đây có 3 nhà làm chợ các bạn, mình thấy chia thành 3 khu vực luôn. Khu vực bên đây nhà hồng hồng nè, nhà hồng hồng bên đây nè, thì bên đây bán bông hoa. Qua Đồng Tháp thì mình thấy nhiều nhất là hoa nè, rồi bánh trái nè, rồi cá đồng nữa. Đó. Đây là khu vực bán hoa, bông hoa. Đó. Cái này là mình cấm mình đi giao ha anh. Đó là hoa hồng. Một chậu như là nhiêu hả anh? Em làm giùm mà đếm bông tính tiền vậy. Dạ, làm giùm mà đếm bông thôi ha. Anh dạ. Tiếng mà 80 là 95, có hỏi gì không? Trả lời cho. Đó, tiệm hoa Tiết Nhung. Anh bông như là nhiêu hả anh? Là 95, giá bên đây là 10.000. 10.000 bông. 150 chỉ có làng chủ hưởng thôi. Em ở bên An Giang. Dạ. Bông này bông gì anh? Cái này là BB anh. BB. Cái này là BB nghĩa quan. Ủa em sai rồi, vàng nến 120 cũng mua làm vàng. Cắm rất là đẹp luôn, rất khéo luôn. Đó. Rồi cảm ơn anh nha. Con ra là bó chùm á hả? Rồi mình đi ra phía sau chợ nha các bạn. Bên đây nãy giờ mình gặp cũng nhiều cái sạp bán thuốc hút. Thuốc ruồi á. Đó, những nào hồng hồng á thì bán bánh trái nè, bánh kẹo nè. Đó bạn, thuốc hút nè, thuốc ruồi, thuốc ruồi. Chào cô. Cô bán thuốc ruồi. Cái này thì khu vực sửa đồng hồ. Đây các bạn, chợ lắp giò đây, nhà làm chợ lắp giò, màu hồng hồng. Đây, chợ lắp giò đây các bạn. Rồi mình sẽ đi ra bên đầu này nè, mình sẽ đi quay trở lại phía kia cho mọi người dễ xem nha. Tại vì nó có hai hướng đi lận. Đây là chợ, chúng là trung tâm thương mại vậy đó, còn phía bên đây là chợ cá, chợ nông sản bên đây. Mình sẽ đi qua đầu này mình quay lại nha, cho mọi người dễ xem. Đi lát mình đi vòng vòng, cái lát mình đảo ra đây, cái mình đi hướng khác nữa thì nó mọi người khó hình dung lắm. Đó các bạn, qua đây là mình gặp bánh là nhiều nè, khu vực này nè. Bánh rồi xôi nữa.
Để bụng gì chú? Chứ được không hả? Đó, bánh nè. Rất là nhiều bánh luôn nha các bạn. Chị ơi, cái này sao gì chị? Sao gắt? Sao gắt có nhân đồ đậu nữa nè các bạn. Đó. Đó, đây là chè đậu trắng. Bán em một miếng sao gắt nè chị. Miếng này là nhiêu chị? Miếng này có 5.000 các bạn. Đó, còn đây là xôi xôi giò, xôi lá cẩm, xôi gắt các bạn, đủ loại xôi luôn. Dạ con Nguyễn Phiên. Ồ, cái bánh này bánh gì chị? Bánh bò. Bánh bò. Bánh ướt. Bánh ướt. Cái này là cơm dẹp. Đây là hộp cơm dẹp các bạn. Còn bánh này bánh gì chị? Hủ tiếu ngọt. Hủ tiếu ngọt hả? Dạ, này hủ tiếu ngọt nè. Nãy giờ mình mới thấy bánh này luôn các bạn. Hủ tiếu ngọt. Rồi, một miếng xôi nha chị. Miếng xôi có 5.000 các bạn. Qua bên Đồng Tháp thì bánh đủ loại nhiều lắm các bạn. Này phải lan thôi mì nè. Bánh tầm, bánh hỏi nè. Giao cho chị. Rồi, ủa bánh này cộng gì bự với chị? Bánh canh, cộng quá trời bự luôn. Đó, cộng bự cộng nhỏ cũng đều có luôn nè. Đó, bánh tầm nè. Rồi bún nè. Này bánh hỏi hay ta? Bánh hỏi bánh hỏi nè các bạn. Đó, bánh hỏi nè. Rồi bánh tráng nè. Rồi ỏi nữa nè. Đó các bạn. Bánh nhiều quá trời nhiều bánh luôn. Đó. Chợ này vậy là mình thấy ít bánh hơn là bên chợ Cao Lãnh các bạn. Chợ Cao Lãnh bán bánh nhiều lắm. Chào chị. Chào chú. Đó các bạn, đây bánh tráng đây. Rồi bánh tráng luôn. Dạ con chào cô. Bánh tráng. Ê cô. Đấy, để con mua tiếp cô bánh tráng nha. Đó. Dạ, bình này là nhiêu hả cô? 20 thôi. 22 mà giảm còn 20 ha. Đó, bánh này mình có nướng không là mình ăn thôi. Tự ăn thôi ha. Dạ, bán con phanh này đi. Mua con mở hàng lại cho cô. Dạ. Nghe cô thằng ấy mình mở hàng cho cô bán đắt lại. Người ta không có hàng không ai tin. Dạ. Người ta không có hả? Dạ. Công ty hết này. Dạ. Hồi hồi Tết đông không cô? Đông. Dạ. Tết đông lắm chứ. Rồi mấy người già ở lại buôn bán. Thì con Huy đang lên làm gì? Dạ, con quay lên YouTube. Dạ con cảm ơn cô nha. Rồi, rồi chú cô bán đắt luôn. Rồi. Dạ. Mời con luôn. Dạ. Đây cô bán trứng vịt lộn. Vịt lộn nha bạn. Đó, vịt lộn trắng luôn. Vịt trắng là nhiêu chục hay không? Trắng hả? Có 25 rồi đó. Dạ, bữa nay giảm giá rồi. Bữa không có đi tới 28.000 bạn. Dạ, con cảm ơn cô. Đậu chín các bạn. Dạ chị. Đậu à, đậu chín. Ở đậu này là mình mua hay là mình trồng hả chị? Của nhà trồng. Nhà trồng. Cái này giống đậu nành quá ha. Đậu... Đậu nành rau. Dạ, giống đậu nành rau á. Mình gọi là đậu chín các bạn. Rồi, em cảm ơn chị. Các bạn đi đều đường đây cũng được đó nè. Đêm nay thì vô đây thì bán ha. Thấy cô chú bán thịt cá trong đây nhiều lắm. Ở đây là cô bán gạo. Cô đây là gạo ký nhiêu hả cô? Cô phải bán hả?
giá ha. Dạ. Một cọc 5 kg là nhiêu cô? Dạ. 80 hả? Dạ. Trung bình là nhiêu hả cô? Đây con tính. Dạ, còn tại con tính mua vài bọc 5 kg. Bọc 10 kg là bọc nào cô? Bọc 10 kg đâu? 10 kg ha. 10 kg đây là nhiều. Cái này của Hàng Ngọc Trời tới 190. Có đặt thì đóng gói bình thường mình đi là nó có 150 ngàn. Dạ, tại em tính mua tặng cho người bán vé số ở đây nè. Rồi 150 nè, tôi có loại bọc này vô. Đâu vậy em coi thử coi. Là cái loại đó là ăn cũng ngon đó phải không? Là để 5 cái gạo ở đây. Dạ. 10 kg. Đục 10 kg đưa đây đủ không chị? Có bao lớn, lấy bao nhỏ. Ờ dạ. Vì lấy em 5 bọc 10 kg đi. Ăn về nhà lấy bao gạo 10 kg nè. Là một bao là như thế chị? 150 phải không? Dạ dạ dạ. Qua bà Tết mua cho chị. Rồi vậy để em nó bọc đó ha. Dạ. Dạ dạ. Ờ, tiệm tên gì chị? Tên Hồng. Dạ. À, xíu nữa mình sẽ tặng cho con bán số ở đây. Đó, đây là chị bán dịch nè bạn. À, chuyên dịch trứng gà luôn. Trứng gà tươi. Gà này là gà công nghiệp hả chị? Dạ. Đó, trứng cút nè. Ờ, chứ này là trứng gà ta hả chị? Gà ta. Đó, này là gà ta đẻ bình thường ở nhà đó các bạn. Trứng gà. Cái này là trứng cút. Đó, cảm ơn chị nha. Mình quay cá cho mọi người xem nha. Ở đây bán nhiều cá lắm. Đó. Chờ mày cá xíu nha chị. Cá sát nè các bạn. Đó. Con cá bà lên này luôn, thấy nhỏ. Đó. Quay bả đưa phải tới nước ngoài nha. Đưa nước ngoài luôn hả? Chị là chị có bà con nước ngoài hả? Chị có bà con nước ngoài không? Có Hồng Bắc luôn hả? Chị mới quay gặp làm rồi đó. Dạ. Dạ. Ủa cái này cái gì hả chị? Cái này cá phèn chú ơi. Cá phèn hả? Ừ, cái này cá xác. Cá xác hả? Ừ, cái này cá xác này. Này cá phèn, cái này tép. Dạ. Mấy ngày này chắc người ta cào được hả chị? Ừ, ta cào đó chú ơi. Dạ. Nó cào cũng đó hả? Đó. Còn cá sơn nè. Ừ, cá sơn này hả? Cá cơm đó. Cá bóng nè. Ừ. Qua Đồng Tháp này là cá nhiều lắm. Cái cơm. Rồi 3 ngày nữa còn là tới nước ngoài nước Mỹ đi về luôn. Lên mạng là chữ tấn đó nha. Dạ. Có gì đó. Cá sát, cá sát. Đó. Cá sát ăn ngon lắm, béo lắm. Giống như là ăn cá thiểu, béo hơn cá thiểu nữa. Cái này không có cá thiểu em ơi. Dạ, mùa này không có thiểu ha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Đây. Cá he nè. À, An Giang với Đồng Tháp là khu vực cá nhiều lắm các bạn. Ở chỗ mình ngoài chợ đó, là cá đồng rất là nhiều luôn. Lóc đồng nè, rồi cá hàng dinh, rồi chả nữa.
xíu nữa mình đi vô đây quay cho các bạn xem nha. Giờ này mình sẽ đi thẳng đây xíu. Nó cá rô nè. À, cho em quay cái sặc xíu nha. Nó đây là còn cái sặc này các bạn. Cái sặc ta đâu có nuôi được các bạn. Đó, cái sặc đồng không các bạn. Đó, cái sặc này gọi là cái sặc đẹp hả chị? Đó, cái sặc nấu canh chua ngon lắm. Chết cá bay ngoài chưa? Đây là cá rô đồng hay cá rô nuôi anh? Rô đồng. Rô đồng luôn hả? Trời ơi, cá rô đồng bự như vậy. Tắc hầm. Cá rô đồng tắc hầm các bạn. Đó, cá rô đồng. Đó, đây là con cá rô nuôi này. Bự lắm, bự hơn bằng cá xè mình đó. Bạn đây là con cá bóng nè. Đó, lần đầu tiên gặp cá bóng này là nhiều lắm anh. Thường ra có 1-2 con bán à. Cái này chị bán nhiều lắm. Chị vậy cá bóng này là mình nuôi hay là mình mua nhiều? Cao hả? Dạ, vậy là cá đồng luôn rồi. Các bạn cá bóng nè. Đó. Lần đầu tiên mình gặp chị bán cá bóng nhiều đi luôn á. Tại vì cá bóng hiếm lắm. Đó, cái sặc cá lóc nè. Rồi chuột nữa nè. Dạ, cảm ơn chị. Ồ. Bên này bán dài với bên kia luôn các bạn. À, đây ông bán cái gì nè. Cái này nó uống mát lắm các bạn. Đó, đây cũng có chị bán cá nè. Chào chị, người chào cô, cho quay cá xíu nghe cô. Dạ, muốn quay gì đó quay à? Cô nói muốn quay gì đó quay đi. Đó, cá lư châu nữa các bạn. Tép này là tép lặt sẵn rồi, 15 ngàn, 15 ngàn 100 gram. Đây là cá lòng tông nữa các bạn. 15.000 gram là ăn về ăn là ngon luôn. Dạ. Rồi 15.000. Ý lộn 20.000. Rồi bay ngoài luôn. Rồi đưa giùm luôn. Các bạn đây bán ở đây bán dài đẳng luôn, cũng nhiều lắm, cũng bán là rau với lại cá nữa, cá biển. Đây là chị bán nem nướng nè. Rồi dạ. Dạ quay xong mới biết. Biết đi. Dạ. Cá rồi nè. Cá này là cá gì ta? Cá mòi anh. Cá mòi. Dạ, bên đây cũng cá mòi mình sa ba. Dạ. Cá mòi, cá sa ba. Con nhiêu chị? À 13.100. 13.100 hả? Dạ. Dạ. Này ăn chút cá mòi hay chị? Cá mòi, cái này sa ba này cá mòi. Dạ. Thì là cái nào ngon hơn? Cái này thì nạc nhiều hơn. Cái này là nạc nhiều hơn cái này ha. Cá nào chị? Cá này chị. Cái này là cái này. Cái này là cái màu gì? Cái này. Đáng có
hơn con cá này. Cá bên đây là cá gì chị? Cá mòi vậy anh. Cá mòi. Đúng là cá mòi. Dạ, đây đúng là cá mòi nè. Trước thường có cá mòi ba cô gái á. Bây giờ không thấy cá mòi đó nữa. Cá mòi hả? Thấy vậy. Dạ, cá mòi ba cô gái á. Anh đi với 200 anh. Dạ, đúng rồi. Trời bán cá mòi tiền quá trời tiền luôn. Dạ. Mèo lắm anh ơi. Giống nặng mà mèo ha. Dạ, cảm ơn chị. Em thường em mới hàng là ta mua nhiều lắm nha. Dạ. Đó. Có chị khen mình mới hàng mới đắt rồi nè. Đó, mình đi vô chợ nông sản đi quay cho mọi người xem nha. Chợ nông sản. Bên trong đây là chợ nông sản giờ cá các bạn. Đó. Tôm. Tôm này tôm sông hả chị? Tôm Bến Tre. Tôm Bến Tre. Vậy là tôm ở Bến Tre đem qua đây. Tôm sông Bến Tre chứ không phải là sông Đồng Tháp. Sông Đồng Tháp. Dạ. Đó. Ở trong đây thì bán thịt với cá nhiều lắm các bạn. Này đây cái chạch này. Đó. Đó, cái chạch này cái chạch sông nè. Đây mình quay cho mọi người xem. Chạch này là cào bắt được các bạn. Cào hoặc là đặt chớn á. Đây là tép nè. Chị bán toàn là đồ đồng không, cá đồng không nè. Dạ cá đồng không ạ. Dạ. Tép này ta cào được hả chị? Đó, dạ. Dạ lên TV luôn. Tép nó bò ngoài này nè. Này bạn con tép nè. Tép này bự quá trời bự luôn rồi, cũng thành tôm luôn rồi. Cá chết rồi làm gì? Tép bự bự không à? Tép này bự quá hả chị? Tép này bự quá hả chị? Đó, vậy bán đủ cá luôn nè. Đó, con cá bóng. Đó. Đó. Cá bóng rồi còn cá he. Đó, cá lóc đồng luôn nè các bạn. Tiếp đi. Đó, con cá này con cá chốt. Nó con cá bóng này nó không có đen như con cá bóng hồi nãy các bạn. Con bóng nãy nó đen lắm. Đó. Cái bóng này cái bóng cá. Còn bóng nãy là cái bóng đen. Chào cảm ơn chị nha. Đây chị bán thịt heo quay. Chào chị. Sáng giờ bán hết thịt heo quay chị. Dạ. Đây là chợ thịt nè các bạn. À, những cái gian hàng thịt thì thấy mọi người ít vô đây mua lắm. Cái đám cá là nhiều ạ. Cái sạch nè. Đi chợ cá ở An Giang và Đồng Tháp thì mình rất là thích luôn. À, do người bán cá đồng là nhiều. Cho cô. Cho con quay chứ cô. Đó. Cá chèn bầu hả cô? Con cá chèn bầu nè bạn, nó có chấm đây nè. Đó. Còn cái này là cá tai tượng. Cái này là nuôi hả cô? Cái này tượng nuôi các bạn. Nuôi thường cái này bà con thường nuôi ở trong trong vườn á. Dạ cảm ơn cô. Đó, đây là con cá sặc bổi. Thường làm khô cái bẩu các bạn.
Ờ, quá trời nhiều tép luôn nè. Dạ. Tép sống không nè. Tép sống luôn. Dạ. Quá trời nhiều tép sống luôn. Ngày tép làm được nhiều với chị? Dạ, đặt mấy cái ngục hả? Dạ, không phải, đặt lợp kia. Lợp tép luôn hả? Dạ. Dạ. Ờ, tép sống luôn nè các bạn. Của cô 200 ngàn. Quá trời nhiều tép. Tép sống sống, tép sống nhảy cho nhảy luôn. Hay đó. Tép thì vận chuyển lên đây bằng sống là hay lắm đó chị. Dạ. Dạ. Để khô nó không chết hả? Để nước mà không chiếu là chứ tép liền. Dạ. Mà chị hay của chị hay luôn nè. À, bữa nay để nó nhiều quá, cái đầu nó mới gập gập nhưng mà bố còn nguyên nguyên, để dạ. 2-3 tiếng thì để nó không bị chết. Dạ. Mấy con nào nằm dưới thì nó chết rồi. Quá trời nhiều tép luôn. Lần đầu tiên gặp tao tép sống gì luôn các bạn. Dạ, cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đây nè các bạn, về Đồng Tháp với An Giang là cá đồng là bao la luôn. Đó. Cá này mà cô béo ăn là hết sảy luôn hả cô? Dạ. Đó, cá lòng tông nè. Dạ, cảm ơn cô. Đó, bên đây là trong nhà lòng chợ nè các bạn. Đây thì bán tiêu tỏi đường một ngọn nước màu với lại xà phòng rửa chén. Ồ chị ơi, con cá này cái gì bự với chị? Ồ trời ơi, con cá chài này các bạn. Cái chài này chắc cũng gần cái ký á, chị mấy luôn hả? Dạ, thường cá chài em thấy nhỏ không mà con này quá trời bự rồi. Bự nữa hả? Tại lần đầu tiên em gặp con này là bự nhất luôn rồi đó. Có cái chài nè. Cái chai này là người ta làm gì được hả chị? Cá sông hả? Vỏ trà. Rồi cái chai này chắc nó nhảy lắm nè. Các bạn bự hơn bàn tay nữa nè. Đó. Bàn tay của mình nè. Cái chai là lần đầu tiên gặp cái chai bự như luôn á. Dạ đó chị. Hả? Bên đây còn đống cá của cô này đổ ngoài nè. Quay cho mọi người xem luôn. Đó, cái hàng dinh, cái he nè. Cái he. Dạ. Đó. Cá mà cô đổ đóng như là quần áo luôn á. Dạ. Cá he, tôm, tép đầy đủ luôn. Dạ. Cá he nè các bạn. Rồi cá dảnh. Đó. Cá quá trời nhiều luôn các bạn. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Rồi, mình ra hướng này lại nha các bạn. Đồng Tháp và An Giang là qua đây là mình gặp bánh với lại cá là nhiều lắm các bạn. Đồng Tháp thì có hoa nữa, bông hoa nhiều lắm. Chợ nào cũng bán bông hoa rất là nhiều. Để mình ra đây mình mua gạo tặng cho bà con bán số nha. Cái này bà con bắt đầu đi chợ đông rồi đó các bạn. Bên đây một dãy bán cá đó nè. Hồi nãy mới quay sốc. Cá cóc. Cái này con cá cóc hay là con cá cày chị? Cá cày. Cá cày. Đó. Hai cá cày luôn hả chị? Nó bằng con cá cày thì nó giống con cóc vậy đó. Đó. Con vừa đếm các bạn. Quá trời nhiều cá luôn. Cô chú bán số này mà mình gửi cho chú bán số 10 ký gạo. Dạ con gửi chú 10 ký gạo. Dạ. Đây là hôm nay là số tiền của chị Thúy ở bên Corex các bạn, ở bên Hàn Quốc á. Gửi của chú là dạ kênh con là đây đó An Giang. Hôm nay An Giang hết
dạ. Có hoài luôn. Có hoài luôn. Bữa Xuân á. Dạ. Xuân đương chiếu mấy cái cảnh hồng đó. Dạ dạ. Mấy cảnh mà người ta trồng mấy cây mai cổ thụ. Dạ dạ đó. Dạ dạ. Dạ. Coi đây có anh Giang nhiều lắm. Dạ. Lên mạng là bắt lên liền. Nhà chú ở đây xa không chú? Tóc nóc hả? Thốc nốt hả? Ờ dạ dạ dạ. Rồi đây. Thầy ơi con gửi cô 10 ký gạo nha. Dạ. Rồi em gửi chị 10 ký gạo nè. Phải lên YouTube cho. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi đây. À của chị Thúy bên Hàn Quốc á gửi dạ, cảm ơn cô Thúy nghe nhiều nghe cô Thúy dạ, dạ. Ở đây là kênh dạ. YouTube bên đây đó anh Giang dạ 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 có mấy cô dạ cảm ơn dạ 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 rồi ông về mình khỏe nghe không dạ. Mỗi một bao vậy là 10 ký nha các bạn rồi con gửi chưa. Rồi. Hey, bà con bán số khó khăn mình sẽ gửi 10 ký gạo nha các bạn. Đây mấy chô mấy chú lại nữa nha các bạn. À, chú ơi. Con ở đây là có chị Thúy bên Hàn Quốc á gửi tặng cho mấy cô mấy chú mọi người là 10 ký gạo nha. Dạ. Chú đi bán không là chú gửi đây đi bác gì lấy. Còn số hả? Dạ. Dạ vậy gửi đây đi lát gì lấy nghe chú. Dạ. Rồi con tặng cho này là của chị Thúy bên Hàn Quốc gửi cho mấy cô mấy chú nha. Dạ. Gửi là cảm ơn chị Thúy đi. Cảm ơn chị Thúy. Dạ. Dạ dạ. Rồi con gửi gửi cho cô nè. Cảm ơn chị Thúy luôn. Dạ. Cảm ơn cháu bởi vì qua ta 91 tuổi rồi. Ông 91 tuổi hay không? Rồi. Dạ. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi, con gửi cho cô. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Chú. Dạ, dạ. Chị Thúy Hàn Quốc. Dạ. Chị Thúy ở Hàn Quốc. Dạ. Chị Thúy Hàn Quốc. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chị dạ, Thúy dạ, dạ. Nhiều. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị Thúy Hàn Quốc. Dạ, 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 dạ. 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 Ông nha, nhận gạo chưa ông? Chưa nhận gạo hả? Chưa. Để đợi đợi xíu nha. Dạ. Cho ông lại mập nữa nè. Dạ. Khỏe dạ ông ơi con gửi trong thêm 200 nữa của chị Thúy luôn dạ 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 xe ra cho người ta thấy coi xe tiền cho coi xe tiền cho coi dạ dạ 200 ngàn dạ 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 được gửi cho 200 ngàn cảm ơn dạ 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 rồi ông đi bán khỏe nghe không rồi rồi mấy cô đợi con xíu nha tại vì hết gạo đợi chị vô bọc vô bao cái mấy cô đấu lại giùm con nha dạ khoảng 10 phút nữa mấy cô đấu lại giùm con dạ một khoảng 10 phút nữa 15 phút nữa chú đấu lại giùm con nha mấy cô ơi cái phần gạo này là của chị Thúy bên Hàn Quốc đó, gửi tặng cho mấy cô nha con gửi tặng cho mấy cô một phần mấy cô nãy có lấy rồi thì đừng lấy nữa con nha. Dạ dạ. 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 Đây. Dạ. Cảm ơn mấy chú dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ 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 dạ. Dạ. Nào quay nhỏ bùn nè. Nhỏ bùn rất tốt. Dạ. Nào quay là rất cảm ơn cô Thúy. Tôi mượn rồi. Cô bán số. Vậy đó. Dạ, cảm ơn con cô ơi, em mới đường cô ơi. Dạ dạ. Mở con mắt ra cho người ta thấy quay nè. Dạ. Quay nè đó. Dạ được 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 được. Dạ cảm ơn chú dạ, em gửi thêm cho chị thêm 400 ngàn nữa nha. Dạ. Dạ dạ. Chú cảm ơn nhiều quá chú. Dạ rồi. Cái số là cho người ta biết mình bán cái số rồi. Cái số đâu. Rồi cảm ơn mấy cô mấy chú nha. Chúc mấy cô mấy chú nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. Dạ chú chưa nhận hả chú? Chưa nhận.
Dạ. Dạ dạ, vậy là hai bọc đúng không? Dạ. Rồi, vậy lấy hai bọc em nha chị. Lấy hai bọc cho cô với chú này giùm coi giùm em. Dạ. Dạ. Lấy vô trong bao. Nãy giờ mình đợi bà con lại, mình trao những phần quà cuối cùng nha. Đây cũng một mấy bà con cuối cùng rồi. Anh nhờ anh bán gạo trao quà giùm luôn. Rồi đây. Dạ. Dạ. Rồi, cái này là những phần quà của chị Thúy bên Hàn Quốc gửi cho mấy cô nha. Rồi, chứ không phải của con. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. 6 người. Dạ. Dạ 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 dạ. Dạ dạ, cảm ơn con. Bà nhận chưa? Không, bà không nhận. Cảm ơn con. Dạ dạ. Dạ. Rồi, bà nhận rồi. Dạ rồi, con cảm ơn mấy bà mấy cô mấy bà nha. Dạ rồi. Rồi, con cảm ơn mấy cô mấy bà nha. Dạ, cảm ơn cô Tí Bánh luôn. Dạ dạ. Dạ. Anh ơi, tổng cộng là nhiêu tiền? 3.540.000. 3.540.000 là 17 phần 12 kg. 10 phần 150.000. Ừ. Là tổng cộng là cái kia là nó 1.500.000 nè. Dạ. 1.500.000 cộng với 2.040.000. Dạ là 3.550.000 540.000. Dạ rồi, dạ rồi. Ha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh với chị nhiều nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô Thúy ơi. Cảm ơn cô Thúy, công đức viên mãn làm ăn phát tài. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn anh chị. Sớm giờ ông chưa nhận được không? Chưa. Thôi để con lấy tiền gửi cho ông luôn. Thôi con gửi cho ông 100.000 nha. À, vừa rồi là những hình ảnh của chợ Lấp Giò. Thì hôm nay mình quay cho tất cả mọi người xem toàn cảnh của chợ Lấp Giò. Và mình có sử dụng số tiền của chị Thúy bên Hàn Quốc có gửi tiền cho mình. Mình mua hết gạo luôn, mua tặng cho bà con. Và cho tiền mấy cô chú lớn tuổi nữa. Hôm nay mình sử dụng hết số tiền luôn. Rồi tới đây em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của em. Em cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào các video lần sau nha.